Hello, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel. Và mình đang ở trên bãi biển ở Hội An. Hy vọng là trên biển nó không quá ồn, mọi người vẫn có thể nghe được tiếng của mình nha. Hôm nay mình hướng dẫn các bà bầu một vài cái, 5 cái động tác yoga để giúp cho bạn mở cái phần khớp hông, thư giãn phần khớp hông, cho bạn đỡ đau lưng và đỡ bị mọi phần khớp hông, đồng thời giúp bạn dễ sinh hơn, dễ đẻ hơn nha. Mình đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ rồi. Và cái bài tập này bạn có thể tập vào cái tam cả nguyệt thứ 2 và thứ 3. Bài tập khá là ngắn cho nên bạn có thể tập đi tập lại 1-2 lần đều được nha. Nào mọi người bắt đầu chưa? Mọi người có thể tìm một cái mặt phẳng nào đó và trải thảm tập cũng được, hoặc là tập trên giường, trên sofa, trên bãi biển, ngoài sân, ngoài vườn như mình đều được nha. Nào mọi người bắt đầu thôi. Và vừa tập mình vừa tận hưởng tiếng sóng và bãi biển ở Hội An nha. Nào động tác đầu tiên đó là cái động tác tư thế con bướm. Mọi người ngồi thẳng á và chập hai cái bàn chân vào nhau nè. Hai cái bàn chân mình chập vô. Và mình dùng hai cái tay nắm lấy hai cái cổ chân á, rồi ưỡn cái ngực của mình ra. Đây là tư thế con bướm. Mình sẽ cảm giác được là cái phần hàng của mình nó, hai cái xương nó ép vào nhau á. Và mình rườn cái người mình về phía trước ạ. Nào rườn ra một chút. Dạ, ra một chút. Mình quay ngang để mọi người thấy là mình không có còng lưng ha. Đây. Nào rườn cái lưng về phía trước nè. Và ưỡn cái lồng ngực ra mọi người. Nào mình giữ ở đây 5 nhịp thở nha. Mình nhắm mắt lại, lắng nghe vào cái tiếng sóng và hít thở thôi. Nhịp thở cuối cùng này mình có thể cúi sâu hơn một chút nha mọi người. Rồi sau đó mình nâng lên, đó là tư thế con bướm, tư thế đầu tiên. Mình chuyển qua tư thế thứ hai là tư thế squat á. Bạn sẽ ngồi chồm hổm lên này, hai chân mở ra. Sau đó mình chập hai cái bàn tay của mình về phía trước á và ưỡn cái lồng ngực ra. Cái chỗ này cái mặt phẳng nó không được phẳng cho nên mình sẽ ngồi hướng về hướng này nha. Nào bạn bẩy cái ra và dùng hai cái cùi chỏ tay của mình á, bạn bẩy mạnh vào cái đầu gối để cái gối được mở rộng ra. Và hai cái mũi chân mình sẽ để đường chèo nha mọi người. Nào, hai tay chắp, ưỡn ngực và nhìn về phía trước nha. Nào mở ra. Và mình giữ tư thế này 5 nhịp nữa. Nào lắng nghe, nhắm mắt và cảm nhận tiếng sóng biển với mình thôi. Rồi đó là động tác thứ hai. Động tác thứ ba, mọi người chống hai cái tay về phía trước nè và duỗi cái chân bên phải của mình ra nha. Đây nè, duỗi thẳng cái chân phải ra và ép cái vùng hàng xuống và rườn cái vai nhìn về trước. Mình sẽ làm bên này cho mọi người nhìn thấy nè. Mọi người đang ngồi ở tư thế squat ha, chống hai tay về phía trước để giữ an toàn, không bị úp cái người về trước á. Sau đó bạn duỗi cái chân ra đó, và ép cái vùng hàng xuống. Sau khi ép được rồi, mình hãy chắp cái tay về trước ngực và ưỡn ra. Ưỡn cái lồng ngực của mình ra. Nào giữ đây 5 nhịp thở nha. Nhẹ nhàng đổi bên. Mình y chang như vậy nè. Mình mở cái chân bên kia của mình ra. Giữ chặt, giữ là mở ngang nha mọi người. Mở ngang nè, ngang với hông nè. Và chắp hai tay về trước ngực. Cái cùi chỏ tay bên này bạn bẫy vào cái đầu gối á, rồi bạn ưỡn cái ngực ra. Nào nhìn về phía trước hoặc là nhắm mắt lại. Thank you.
Rồi sau đó mình quay về lại tư thế squat nha mọi người, khép cái chân vào và hai tay chắp phía trước, mình lắc lư vùng hông bên phải bên trái một chút nè, lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Và tư thế thứ tư ha, là tư thế giống như là tư thế đứng tĩnh á. Nào, mình đứng lên nè, sau đó mình đặt hai cái tay, vận chuyển hai cái mũi chân như vậy, hai cái bàn chân mình để rộng hơn một chút. Sau đó mình đặt hai cái tay lên gối và mình sẽ cúi cho cái người mình về phía trước 90 độ, còn cái hông mình thì đẩy về phía sau. Rồi ha, mình đổi bên này cho mọi người thấy nè, hai chân để chéo, bàn chân mở rộng ra, sau đó rướn về phía trước, hai cái quỳ chỏ mình bẩy ra luôn và chìa cái phần hông của mình về phía sau. Nào giữ đây một chút nha. Và bạn sẽ không có dùng lực ở trên vùng bụng đâu, mình để cái bụng lỏng xuống, còn cái mông mình chỉ ra sau. Nào giữ lại chút xíu nha. Rồi từ từ mình đứng lên nè, thẳng gối lên. Rồi, động tác tiếp theo là tư thế chiến binh 2 á. Mọi người bước chân phải lên phía trước nè, chân phải trái mình để ngang 90 độ, hai chân thẳng hàng nhau, sau đó mình khuỵu đầu gối phía trước, tay chống lên hông và mình dang ngang hai tay ra. Đây là tư thế chiến binh 2. Mình đổi hướng bên này, mọi người cho dễ nhìn nè, đây nè, chân sau ngang, chân trước khuỵu, tay dang ngang ra. Mình đổi giữ một bên 5 nhịp, sau đó mình đổi qua bên kia. Rồi mình đổi bên ha, tay chống lên hông, thẳng hai gối. Mình đóng chân bên này 90 độ này và mở chân bên này dọc 90 độ. Rồi khuỵu gối này mọi người. Và tay dang ngang ra. Nhớ là mình mở rộng cái gối của mình thì cái đầu gối phía trước nó gần như vuông góc luôn á. Mình không đứng quá gần như vậy ha thì nó không có giữ được thăng bằng á và nó đau cái đầu gối nha mọi người. Đây, rộng ra, tay dang ngang, nhìn về hướng cái bàn tay á. Rồi đó là 5 cái tư thế mà các bạn có thể tập bất cứ khi nào, bất cứ khi ở đâu để cho cái vùng hạng được thư giãn và vùng thắt lưng được thư giãn ha. Thì một tập xong một lượt mình sẽ lại tập lại một vòng nữa. Bây giờ mình sẽ quay lại tư thế cánh bướm như ban đầu và nhịp nhẹ nhàng hai đầu gối. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong cái bài tập lần sau ha. Để mình quay cho mọi người một chút cái cảnh biển. Bên này ở gần nhà mình ở Hội An, nó tên là Hidden Beach.